K Monster, soái ca làng rap bị binji lẫn Karitche góp phần đưa mẫn tiền lên trước mẹ. K là một trong những nam rapper của nhóm nhạc đình đám Monster. Ngoài rapper K còn đảm nhận vai trò nhảy chính cho nhóm. Anh chàng sinh năm 1996 này gây ấn tượng không chỉ bởi những màn rapper cực đỉnh mà còn gây ấn tượng bởi nét điển trai duyên dáng chuẩn soái ca, khiến nhiều fan hâm mộ nữ phải đứng ngồi không yên. K Monster tên thật là Võ Trần Thái Trung sinh năm 1996 được nhiều người biết đến nhờ vào ngoại hình điển trai chuẩn soái ca và có tài năng âm nhạc cực đặc biệt. Con đường sự nghiệp của rapper K Monster khi chàng trai nổi bật nhất của nhóm nhạc Monster Monster gây ấn tượng từ khi còn là sinh viên của học viện ngoại giao. Anh chàng sở hữu vẻ ngoài điển trai, nhưng tính tình lại khá nhút nhát, ít nói. Chính vì thế được khá nhiều các bạn nữ yêu mến. Mặc dù còn khá trẻ, nhưng anh chàng này đã có màn rap cực chuẩn và mang phong cách riêng của mình. Chính vì thế nhiều fan hâm mộ luôn đợi chờ sản phẩm mới của nhóm nhạc. Khi cùng với hai thành viên còn lại của nhóm Monster đã bất ngờ tung ra ca khúc Terni đậm chất hè gây nghiện trên cộng đồng mạng. Cùng với ca khúc Terni teaser của ca khúc Baby Baby cũng đã được hé lộ. Mặc dù chỉ vỏn vẹn 25 giây, nhưng Baby Baby đã thật sự khiến nhiều fan của nhóm nhạc này đứng ngồi không yên monster nổi tiếng với ca khúc baby baby một trong những bản hit mang âm hưởng old school được chấp bút bởi khắc hưng nikki và kay nhóm nhạc đều là những thành viên có tuổi đời còn khá trẻ nhưng họ khá thành công trên con đường âm nhạc Ngày 7 tháng 7 năm 2021, nhóm thông báo chính thức trở lại sau hơn 2 năm với ca khúc có hẹn với thanh xuân, ra mắt vào ngày 18 tháng 7 và full album kỹ thuật số đầu tay Over the Moon. Cùng với đó là buổi online fan meeting vào ngày 30 tháng 7 để gửi tặng cho fan đã chờ đợi ủng hộ nhóm trong 2 năm đóng băng hoạt động để thành viên Ready hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Sau khi ra mắt full album Over the Moon, Monster chính thức ngừng hoạt động. K Monster từng thi rap Việt. Ở rap Việt mùa 1, K Monster đã bất ngờ xuất hiện tại tập 1 của chương trình rap Việt với vai trò thí sinh dự thi. Tại đây, anh đã trình diễn bản rap trên nền ca khúc Giữ lấy làm gì của chính Monster để tìm cách chinh phục 4 vị huấn luyện viên. Tuy nhiên, cả 4 huấn luyện viên không ai chọn anh. Binzy đã nhận xét màn trình diễn này khá thẳng thắn cho rằng phong cách của K với rap đã quá cũ, lạc hậu đến 10 năm. Cao thì cho rằng K đã trình diễn quá chuyên nghiệp đến mức quên sự tương tác với khán giả. Kay và Mẫn Tiên xác nhận kết hôn. Đầu năm 2022, khi Monster và Hot Girl Mẫn Tiên công bố kết hôn, đây là lần đầu tiên cặp đôi công khai mối quan hệ tình cảm và đồng thời khoe chiếc nhẫn trên ngón áp út thông báo hỷ sự đầu năm. Mẫn Tiên nổi tiếng khi là thành viên trong bộ ba sát thủ gồm Quỳnh Anh Xin và An Japan. Năm 2015, Mẫn Tiên du học tại Nhật Bản và theo học đại học APU ở Oita, Beppu. Hiện Mẫn Tiên là người mẫu ảnh blogger thời trang với hơn 1 triệu người theo dõi. Cùng ngày, Mẫn Tiên chia sẻ trên trang cá nhân video ghi lại những khoảnh khắc tình cảm của cô và bạn trai. Những điều không mong đợi đã xảy ra. Cảm ơn anh đã thắp sáng năm 2021 của em. Chúc mừng năm mới tình yêu của em, cô viết. Thời điểm đó, nhiều đồng nghiệp như Oren Hoàng Dũng, Eric Ali Hoàng Dũng dân mạng gửi lời chúc mừng cho cặp đôi. Khi tâm sự với Jin, anh và Mẫn Tiên quen biết nhau từ khoảng 6-7 năm trước. Tuy nhiên thời gian dài sau đó họ mới bắt đầu trò chuyện. Thời điểm đó Khê vẫn hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh, trong khi Mẫn Tiên sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi ghét việc yêu xa nên ban đầu không có ý định tiến xa, nhưng sau đó mọi thứ đến rất tự nhiên và hai đứa thích nhau lúc nào không biết. Có những lần chúng tôi nói chuyện cả ngày, không biết chán dù đang ở rất xa. Rồi một ngày tôi quyết định bay ra Hà Nội và chuyện gì diễn ra sau đó chắc mọi người cũng có thể đoán được. Chúng tôi yêu xa và quyết định kết hôn. khi tâm sự. Theo Khê, điều khiến anh bị thu hút bởi Mẫn Tiên là năng lượng tích cực. Cô ấy khiến mọi thứ dù tiêu cực Thế nào cũng có thể trở thành niềm vui và mỗi ngày trôi qua khi chúng vừa ở cạnh nhau đều vui vẻ anh nói khi tiếp tục tôi đã trải qua nhiều mối quan hệ và mỗi lần như thế tôi đều rút ra những bài học cho bản thân về tình yêu khi của hiện tại tìm kiếm sự chắc chắn và ổn định nên ngay khi bắt đầu nói chuyện tôi đã để ý và dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về đối phương trước khi xác định tiến xa sau khi dành thời gian cho nhau, tôi cảm nhận tình yêu đã đến độ chín mùi, do đó chúng tôi kết hôn. Khi được hỏi về kế hoạch sắp tới, Kay cho biết anh kết thúc hợp đồng với công ty SD319 và muốn dành thời gian nhiều hơn vào việc học phát triển bản thân. Nam ca sĩ muốn học thêm về kinh tế với mong muốn sau này có công ty riêng về mảng âm nhạc và giải trí. Anh hy vọng cùng mọi người xây dựng và phát triển ngành nghệ thuật nước nhà. Mới đây nhất chia sẻ với Zing, ca sĩ Kay cho biết vợ anh Mẫn Tiên sinh con trai vào ngày 2 tháng 3 tại một bệnh viện ở Hà Nội. Con đầu lòng của Kay và Mẫn Tiên nặng gần 3 kg khi chào đời. Cậu bé được đặt tên ở nhà là Noah. Do sinh mổ nên Mẫn Tiên đang tiếp tục theo dõi sức khỏe và tập đi lại. Kay tâm sự anh có nhiều cảm xúc khi đón chào thành viên mới. Ban đầu anh khá hồi hộp khi vợ sinh muộn hơn so với thời gian dự kiến. Hiện tại anh hạnh phúc khi vợ con khỏe mạnh. Nam ca sĩ cho biết anh không áp lực khi lên chức cha bởi đã chuẩn bị tinh thần từ lâu. Thời gian qua anh cùng Mẫn Tiên cũng tìm hiểu nhiều thông tin về việc chăm sóc con từ sách vở mạng xã hội đồng thời hỏi thêm kiến thức kinh nghiệm từ người thân bạn bè